Mời quý vị và các bạn theo dõi phần chính của kỳ án Nam Cam, vùng núi tiền khủng Nam Cam thoát án ngoạn mục. Trước nguy cơ dính án đi cải tạo tập trung, Nam Cam đã vung ra cả núi tiền để chạy vại, cầu cứu hàng loạt quan chức cấp cao. Nhờ vậy mà y thoát án một cách ngoạn mục. Hiệp phò mã bay ra Hà Nội cùng với Trúc Mẫu Hậu tiếp tục chạy án cho cha vợ Thắng tài dậu dẫn vợ và con trẻ Nam Cam đến nhà Thuyết, có lòng đầu đinh cùng đi. Thuyết thẳng thắng đặt vấn đề về hậu bao với Trúc Mẫu Hậu và bảo Nếu bà chị đủ khả năng tài chính, tôi sẽ giới thiệu gặp ông Nguyễn Thập Nhất. Thuyết quan hệ khá mật thiết với người vừa được anh ta nhắc đến từ năm 1993 là trưởng phòng giam giữ và cải tạo ở Viện Kiểm sát Hà Nội. Nghiên cứu tất cả chi tiết liên quan, ông Nhất tuyên bố, có thể khiếu nại việc giam giữ Nam Cam sai pháp luật là có cơ sở. Ông khẳng định nếu bị bắt giữ bởi cơ quan điều tra thì phải có chứng cớ buộc tội được Viện Kiểm soát ngăn cấp phê duyệt. Nếu bị bắt để sau đó đưa đi tập trung cải tạo thì việc giữ Nam Cam ở trại T-16 là sai, phải đưa đi cơ sở để giáo dục. Trúc Mẫu Hậu thang vãn được Nguyễn Thập Nhất trực tiếp soạn đơn kêu oan mừng như bắt được vàng hiệp bàn bạc với ông nhất và thuyết để thực hiện việc khiếu nại kêu oan cho ông bố vợ thế là ông nhất hướng dẫn hiệp thực hiện các công đoạn cần thiết cũng với mối quan hệ sẵn có ông nhất đưa hiệp và thuyết đến gặp ông cường thư ký riêng của ông lê thanh đạo viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao mỗi túi quà gồm rượu tay bánh trị giá vài ngàn usd được đặt vào thêm một chiếc phong bì đựng 5.000 USD do Hiệp và Thuyết thiết kế mang đến do sự chỉ đạo của ông Nhất để trao cho ông Cường một túi, nhờ ông này trao lại cho viện trưởng đầy quyền uy một túi y hệt. Trời nhà ông Lê Thanh Đạo, Thuyết bàn với Hiệp chuẩn bị tiền giải thoát tập trung cải tạo cho năm cam. Thuyết bảo có hai phương án. Thứ nhất, thông qua cơ quan ngôn luận báo chí để đăng tải đơn kêu oan của năm cam trên báo nhằm tạo áp lực của dư luận, công luận, buộc các cơ quan bảo vệ pháp luật phải thả tự do cho năm cam. Thứ hai, đặt vấn đề với một số cá nhân có chức quyền ở cơ quan pháp luật để nhờ xem xét, chạy tội cho năm cam. Thuyết cầm tiền của Hiệp cho vào từng phong bì, rồi cùng đến nhà riêng một số cá nhân trong cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan ngôn luận. Năm 1992, nhà báo đình khuyến và trần mai hạnh bị tai nạn giao thông cấp cứu tại bệnh viện việt đức đình khuyến tử nạn còn trần mai hạnh bị hỏng một mắt thuyết đến thăm ông hạnh trong khu tập thể đài tiếng nói việt nam người vợ thứ hai của thuyết được ông hạnh nhận vào làm việc tại trung tâm quảng cáo và tiếp thị của đài sau này hai người trở nên thân thiết cho đến khi ông hạnh làm tổng thư ký hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhà báo và công luận và vẫn xem thuyết như đứa em kết nghĩa. Nhà báo Trần Mai Hạnh cầm lá đơn kêu oan của vợ Năm Cam, thuyết bảo nhờ anh đăng báo giúp. Ông Hạnh đắn đo, thuyết bảo cam kết đây là oan ức thật sự. Năm Cam tuy có phạm pháp nhưng lão ta là đặc tình cấp 3 của công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hạnh đưa vụ kêu oan của vợ Năm Cam lên mặt báo nội dung các bài báo ông hạnh đưa ra khẳng định bắt năm cam tập trung cải tạo là sai phạm nghiêm trọng lý lẽ ông hạnh đưa ra rất dễ làm người đọc tin đó là sự thật không dừng lại ở phạm vi viết bài mà ông còn chuyển đơn khiếu nại tới ông phạm sĩ chiến phó viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao đề nghị xem xét đơn của trúc mẫu hậu cầm các bài báo của ông hạnh nguyễn thập nhất trưởng phòng giam giữ Viện Kiểm soát Nhân dân Hà Nội dẫn Thuyết và Hiệp đến nhà riêng của ông Phạm Sĩ Chiến. Thuyết giới thiệu ông Chiến xem xét giúp đỡ đơn khiếu nại bị tập trung cải tạo oan của Năm Cam do bà Trúc đứng tên. Ông Chiến không tiếp nhận đơn ở nhà riêng, yêu cầu gửi đơn đến Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao để xem và đề xuất. Lá đơn công khai đầy tính chính thống của bà Phan Thị Trúc, vợ Năm Cam, đã xuất hiện trên bàn làm việc của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân, nhân dân tối cao như vậy. Ông Chiến được tặng một túi quà và Hiệp đưa cho thuyết 3.000 USD nữa để thuyết đến tận nhà riêng của ông Chiến lắp một dàn âm thanh đầu đĩa VCD loại tối tầng lúc bấy giờ. Nhận đơn khiếu nại của bà Trúc, ông Chiến giao vụ kiểm soát điều tra án trị an, thẩm tra và xác minh. Ngày 6 tháng 10 năm 1995, Ông Chiến đã ký công văn 1597 gửi lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp cho viện kiểm sát nhân dân tối cao lý do năm Cam bị bắt. Tài liệu về hành vi phạm pháp của năm Cam, thành phần xét duyệt tập trung cải tạo và thủ tục bắt năm Cam. Lãnh đạo Tổng cục cảnh sát Bộ Nội vụ ban hành công văn phúc đáp khẳng định việc bắt tập trung cải tạo đối với năm Cam là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung cải tạo năm cam là đúng thủ tục, đúng đối tượng, được nhân dân và công luận đồng tình, ủng hộ. Ngày 13 tháng 2 năm 1996, ông Chiến chủ trì cuộc họp cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ bàn giải quyết đơn khiếu nại của vợ năm cam và trả lời báo, nhà báo và công luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an làm việc với ông Trần Mai Hạnh về việc thuyết và hiệp đặt vấn đề nhờ xem xét việc đăng tải trên báo, nhà báo và công luận về đơn kêu oan cho năm Cam do bà Trúc đứng tên. Hỏi về kết luận bắt Nam Cam cải tạo là sai phạm nghiêm trọng, ông Hạnh có cử phóng viên hoặc ông có trực tiếp đi xác minh, thu thập tài liệu hay không? Ông Hạnh trả lời căn cứ vào đơn của bà Trúc nghiên cứu công văn 1333 ngày 19 tháng 8 năm 1996 của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao gửi Bộ Nội vụ kiến nghị hủy bỏ quyết định tập trung giáo dục cải tạo đối với năm cam của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để khẳng định. Nhưng đó là tài liệu mật mà mới chỉ kiến nghị chứ chưa phải là kết luận chính thức. Dùng kiến nghị của một phía để khẳng định là sai phạm trên báo chí là vi phạm luật báo chí. Ông Hạnh đối lý Lãnh đạo Bộ Nội vụ nêu tấm tắt về việc tập trung giáo dục cải tạo năm cam một đối tượng rất nguy hiểm cho an ninh trật tự xã hội là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiên quyết đấu tranh loại trừ phần tử xấu. Bộ Nội vụ chỉ đạo cảnh sát điều tra chuyển 3 tập tài liệu, hồ sơ về việc tập trung cải tạo 5 cam đến Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao để nghiên cứu, trao đổi, xem xét và truy xét các tên tội phạm có liên quan đến 5 cam. Nếu có cơ sở thì khởi tố để xử lý hình sự đối với 5 cam sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông chiến giao cho trần thanh phong, vụ trưởng vụ điều tra án trị an, viện kiểm soát nhân dân tối cao chủ trì cuộc họp với cơ quan cảnh sát điều tra, bộ nội vụ. Tiếp đó, ngày 18 tháng 9 năm 1996, ông chiến ký công văn kiến nghị bộ trưởng bộ nội vụ hủy quyết định tập trung cải tạo số 73 ngày 20 tháng 5 năm 1995 của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đối với nằm cam văn bản đóng dấu mật chỉ sao y gửi văn phòng quốc hội, văn phòng chủ tịch nước và văn phòng chính phủ. Trong vụ này, ông Nhất được Hiệp đưa cho 10.000 USD gọi là đền ơn. Lá đơn của bà Phan Thị Trúc, kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, được lần lượt đăng tải. Trong việc này, ông Hạnh được đền đáp bằng một đồng hồ thụy sĩ lỗi đắt tiền, một dàn âm thanh đầu đĩa hệt như ông Phạm Sĩ Chiến. Ngoài ra, với lý do sửa chữa nhà cửa, ông Hạnh hỏi vai Thuyết và Hiệp 140 triệu đồng. Ông Phạm Sĩ Chiến, người có quyền năng pháp luật rất lớn, đã đáp ứng đúng nguyện vọng của vợ chồng Năm Cam. Kết quả nhãn tiền là gần 60.000 đô la được vung ra đúng lúc đã giúp Năm Cam khỏi bị truy tố và y được trả tự do sớm hơn thời hạn 7 tháng. Ngày Năm Cam ra trại, Thắng tài dậu, lái xe chở Thuyết và cả nhà Nam Cam lên trại đón trước y về. Gia đình Nam Cam lưu lại Hà Nội mấy hôm trước khi về thành phố Hồ Chí Minh, được thiết đãi như thượng khách. Trở lại với cuộc sống, Nam Cam bị cơ quan công an theo dõi và quản thúc sát sao. Hằng ngày, Nam Cam thức dậy lúc 6 giờ 30 phút sau khi có mặt tại công viên Tao Đàn để nghe Thảo Ma báo cáo tình hình các sòng bạc và nộp tiền bảo kê. Sau đó là lịch trình vui chơi giải trí rất tàu nhã. Năm cam lao vào cuộc chơi trị lạc cho bỏ những ngày cùng khổ, túng quẩn lúc đi tập trung cải tạo. Thực chất, Năm cam sau khi dính vố đã tỉnh táo và khôn khéo hơn rất nhiều. Mạng lưới làm ăn, các sòng bạc của Năm cam vẫn trải dài từ các quận. Nam Cam dùng nguồn thu bất chính này nuôi dưỡng đàn em và giao tế để che chắn hoạt động phạm pháp của hắn. Ngoài hàng chục sòng bạc do đàn em Nam Cam làm chủ, y đầu tư trực tiếp 4 sòng bạc lớn tại số 4 đường Đồng Đất, quận Nhất, phường 3, quận 4, ngã 3 Biên Hòa, xa lộ Hà Nội và một sòng tại Hóa An, Biên Hòa. Các sòng bạc này chủ yếu là sóc đĩa và bên sập xám. Mỗi ngày, Nam Cam thu được ít nhất 200 triệu đồng. Ngoài đầu tư đỏ đen, Nam Cam còn hùng vốn nhà hàng Cánh Bườm 300 triệu, nhà hàng Ra Khơi 1 tỷ, Thành Vi 200 triệu và có 50% cổ phần ở vũ trường Monaco Metropolis. Nhiều nhà hàng, vũ trường rất mong được Nam Cam góp vốn, thậm chí là vốn không cũng được. Miễn làm sao có được cái tiếng là có phần hùng vốn của anh Năm là được. Cái vỏ bọc kinh doanh như thế, nâng Nam Cam từ một tên tội phạm lên hàng đại gia, uy thế bản thân ngày càng được củng cố thành danh lẫy lừng. Sau lần cải tạo, mối quan hệ của Nam Cam với giang hồ đất Bắc càng thêm kháng kích. Để dọn đường, thắng tài dậu mời Nam Cam cùng bộ sậu gồm Long Đầu Đinh, Hiệp Phòng Mã, Hồ Việt Sử ra Bắc lập kế hoạch liên minh. Thắng đưa cả đám này xuống casino Đồ Sơn để học tập kinh nghiệm, rồi xuống Hải Phòng theo lời mời của Dung Hà để đám em Úc đất cảng tra mắt ông Trùm Năm Cam. Thắng phát thảo mạng lưới cá độ bóng đá Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn. Và tất nhiên, nhân vật số 1 của đường dây này không ai khác là phù thủy Thắng Tài Dậu. Tiềm năng to lớn của nghề tổ chức cá độ bóng đá đã mê hoặc Năm Cam trước khi học tập đi cải tạo. Nhưng vốn thận trọng, y thu mình quan sát để chờ thời cơ. Như vậy là Ông Trùm Nam Cam đã thành công thoát án ngoạn mục và đang chuẩn bị cho phi vụ làm ăn phi pháp mới cùng với đồng bọn của mình. Để tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của kỳ án Nam Cam, quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! audio